Cháu Giang xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà và cô chú anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Các bác thân mến, hôm nay thì anh Trình đi lên nhà của em Hoan 11 tuổi. Còn là cháu Giang thì ra bên nhà của hai anh em Hưng Thuận các bác. Và đợt trước thì chúng cháu có nhận được một khoản hỗ trợ của cô Dương, cô Nam ở Bình Dương đến với hoàn cảnh của ông Mèo. Nếu mà các bác có theo dõi được những thước phim trước thì cũng biết được hoàn cảnh của ông Mèo rồi. Ông thì sống đơn độc, đơn côi một mình thôi. Năm nay thì cũng gần 60 tuổi rồi. Ông ở trong cái căn nhà rất là sập sệ và gần như là đổ rồi các bác. Nhưng hôm qua thì anh Việt cũng lên và cùng ông Mèo là sửa sang lại. Thì hôm nay lên nhà là thấy thấy là đỡ hơn hẳn rồi. Không còn sợ nữa. Đợt trước thì cháu Giang lên và có chi tiêu một số đồ là nhu yếu phẩm cần thiết như là gạo và mì tôm các thứ, mắm muối và cũng như là cá khô cho ông. Thì đợt này thì ông vẫn còn gạo ấy, cho nên là cháu Giang lên thì cháu Giang chỉ mua 1,5 cân thịt thôi các bác. Và tiền còn dư thì cháu Giang cũng không dám là đưa tiền mặt cho ông đâu, bởi vì là ông không phân biệt được mệnh giá bao nhiêu tiền, sợ ông cầm tiền đi mua đồ gì người ta lừa ấy. Hôm nay thì ở trong làng của Hưng là có đám, cho nên là mọi người là đi đám hết rồi. Thì có hàng xóm là có nhờ ông là ở nhà để cho con trâu của hàng xóm ăn, thì hôm nay ông không đi lấy củi nữa. Chứ bình thường chúng cháu lên thì rất là ít khi gặp ông ở nhà. Hôm nay thì cháu Giang mua 1,5 cân thì là hết đi 150.000, và trong quỹ của ông là vẫn còn dư 185.000. Thì đợt sau lên cháu Giang sẽ mua tiếp những cái đồ cần thiết lên cho ông các bác nhé. Và đợt trước thì cháu Giang lên thì có bảo là mang mấy bộ quần áo lên cho ông ấy. Thì vừa nãy lên thì cháu Giang cái xe chỉ có một cái thôi, vừa đi xe hai người vừa chở cái bình ga lên rất là nặng, cho nên là không mang được đồ lên cho ông. Thì lần sau lên thì cháu Giang sẽ mang. Dê á, bác éo mò và cứ diễn cho bộ mặt nó. Giang cũng nhắc ông bảo là lát nữa lấy muối để trà, để ướp, không thì nó bị mùi, trời nắng như vậy thì không để được lâu. Bây giờ thì cũng trao được thịt cho ông rồi, ông sẽ có đồ ăn và đồ gạo thì ông vẫn còn khoảng hơn 5 cân. Thì lần sau cháu Giang lên, cháu Giang sẽ tiếp tục mua bổ sung lên cho ông một bao gạo. Khi mà có bao gạo này thì mấy hôm nay là hàng xóm người ta cũng kể là ông cũng ít khi là đi vào rừng để mà kiếm củi ấy. Chứ bình thường không có thì phải ngày nào cũng phải đi lấy thì mới có gạo để ăn. Một bó củi rất là to thì ông chỉ đổi được, có khi chỉ được một bát gạo thôi các bác. Bây giờ thì cháu Giang sẽ ngồi lại cùng với ông là trò chuyện một lúc. Sau đó thì cháu Giang sẽ lại tiếp tục di chuyển lên trên nhà của hai em Hưng Thuận để trao một suất quà đến với hai anh em các bác nhé. Bây giờ thì xin mời các bác cùng đồng hành với cháu Giang lên trên nhà của hai em Hưng Thuận. Thưa các bác anh chị, là vừa rồi cháu Giang cũng đã di chuyển từ nhà ông Mèo lên đến nền nhà mới của hai anh em Hưng Thuận rồi. Đống cát này thì nãy Hưng có kể thì hôm qua là mọi người là làm đến tận 10 giờ tối thì mới nghỉ các bác. Đây là mọi người đã chuyển hết lên đến đây rồi. Cát này một bao thì khả năng không biết là phải tầm 50 cân ấy, nhưng mà Hưng là vẫn làm rất là chăm chỉ. Tuy là mấy hôm trước vừa đi khám là có bệnh ấy, nhưng mà em ấy không nghỉ ngơi đâu, là vẫn dành ra rất là nhiều công sức để làm việc. Hôm nay thì trong làng của Hưng là có đám, cho nên là các anh thợ, các chú thợ là đi đám hết rồi, chỉ có hai vợ chồng của anh trưởng là ra đây làm thôi. Đây là hai vợ chồng đang xây bể phốt của nhà vệ sinh đây. Hôm nay hai vợ chồng anh không đi đám à? Chị. Về cái khung nhà thì các chú thợ là đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ là đang tập trung vào xây nhà vệ sinh và xây bể phốt. Hưng là đang lên trên kia làm gì đây? Làm gì ở trên đấy đấy Hưng? Em tưới nước vào đây nhưng mà nước không lên được. Ôi giời. Làm sao mà lên được, dốc quá. Không lên được đâu. Cái ống nước nó thẳng tưng như thế này thì khả năng là không lên được. Ngày trước thì khi mà chúng cháu làm ô cửa sổ vuông ấy thì nhiều
cô bác thì cũng góp ý rất là nhiều, thì chúng cháu đã sửa lại như thế này rồi. Trong phòng thì cũng khá là rộng này, cũng không rộng mấy đâu, chỉ đủ một cái giường với lại một cái tủ quần áo thôi. Về công trình xây nhà ấy thì cháu Giang cũng không am hiểu mấy, cho nên là cũng chỉ biết quay sơ qua để gửi đến cho quý ông bà cô chú anh chị thôi. Xong chưa Hương? Nước không lên được. Dốc quá không lên được đâu. Làm cách nào để nó lên được đây? Hoặc là lấy cái cây gậy ấy chống ở đây xong là cho nó lên từ cái tách lên, từ cái tách ra. Hay là cái tách hết nước rồi? Qua em xem trong tách đầy nước luôn. Thử lấy cái cột chống ở giữa đoạn này này xong là cho nó bằng một tí. Hôm nay thì các chú thợ là nghỉ cho nên là ở nền nhà nhìn khá là vắng vẻ. Có hai vợ chồng anh trưởng với lại Hưng và con trai của anh trưởng thôi. Xi này là xi chát cho nên là rất là mịn. Hôm qua là Hưng và mọi người là có đi xuống dưới kia tự đi vác xong là tự đi chở là thuê cái xe ô tô chở lên. Hưng bảo là ngày mai sẽ lại tiếp tục đi chở cát như thế này các bác ạ. Nó mới lại bố. Trên kia là vẫn còn nước, vừa hỏi em ấy ở trên kia em bảo là vẫn còn nước. Trong tách là vẫn còn nước nhưng mà khả năng là dốc quá là không lên được. Chào công các bà, chào cô các chú ạ. Vừa rồi thì cháu Giang cũng đã gọi được Hưng xuống đây rồi. Bây giờ cháu Giang sẽ bóc một phần quà hết sức là to lớn của một bác gửi ở tận đây là gửi từ Bình Dương lên các bác nhé. Gửi 7 ngày hôm nay thì cháu Giang mới nhận được. Tí nữa cháu Giang bóc ra thì cháu Giang sẽ tiết lộ là phần quà của cô nào gửi đến cho hai anh em các bác nhé. Bây giờ cháu Giang sẽ mở ra. Ui ôi. Thích không Hưng? Vâng ạ, có. Hôm nay là Thuận không ở đây, nếu mà Thuận ở đây là còn vui hơn đấy các bác. Em cho nằm Thuận, nằm xuống. Cho nằm. Ở trong này là có cả phần quà của đội thợ nữa các bác. Mũ của các bác sao? Mũ của đội thợ. Cho đội thợ hồ đây. Là dây co. Dây co với cái gì đây? À cái van van khóa ga. Ui trời ơi. Chảo xịn luôn này các bác. Nhìn rất là xịn luôn. Các bạn ơi. Xin lôi ra đi. Ui trời ơi, một bó đũa luôn này các bác. Bó đũa này rất là đẹp. Xin xem. À, đây dây nịt, một túi dây nịt rất là to, cái này là cho Thuận đấy. Ê, ở trong này còn một thùng lắc. Bần lửa. Đã chưa đi. Bây giờ cháu đang sẽ mở từng phần quà ra xem là cô gửi gì cho anh em Minh Thuận các bác nhé. Cho hai cháu Hương Thuận. Đây là của hai anh em đấy. Mũ này.
Ui ôi, đẹp lắm. Thuận mà ở đây là vui lắm ấy các bác. Cái mũ rất là đẹp à. À, cái mũ khẩu trang Thuận hay lại đây. Có gắn liền với khẩu trang luôn. À, ui dồi ôi, Hương ơi đây này. Quần, quần của Hương ấy. À, mới luôn các bác. Cô là mua mới luôn. Đây, hai cái con. À, đây này, áo này. Áo xịn luôn này. Dạ. Áo mới luôn đấy. Dạ. Đây là đi kèm hai bộ. Mấy bộ này là đợi lúc nào mà Hưng lên nhà mới là... Nếu mà lên nhà mới mặc cái áo này mới đẹp này, mới nổi này. Mới xanh này. Thì thử bóc ra xem. Áo này trong các bà mua toàn áo dày ấy. À, mùa này nóng. Ừ, rất đẹp ấy. Cái này là vừa in với Hưng luôn này. Đợi hôm lên nhà mới mặc cái áo này là sẽ rất là nổi này. Cung rồi, cung rồi. Bây giờ sẽ gấp gọn vào trong túi. Tôi còn áo có. Bù mà. Đây là túi rẻ lâu nhà ấy. À, không thì mang tay ngang trong. Bắt quần áo nhỉ? Cái dao. Cái dao. Vậy. Cái này em cất vào đây đi. Ừ, vui cất đi. Không là tính lên. Đi à? Muốn hết đâu chú Mông à. Rất là vui. Cái này cái liềm. Liềm lấy cỏ ấy. Ui giải gì? Cái này là... Cái gì đây? Ừ. Cái gì đây? Cái này chắc dùng gì? Làm gì? Để tí gọi điện hỏi cô ấy. Hỏi là cô để đây xem là cái gì. Cái này thì thời gian cũng chưa biết là cái gì. Đồ của Hương với Thuận là Hương để một bên đi. Lát nữa mang về cho Thuận. Đây là găng tay của đội trợ này. Để đây để mấy đội trợ lên thì cho đội trợ gì. Đây là đồ toàn đồ gia dụng ở trong nhà ấy Hương. Có cả con dao chặt này. Cái này là cái muôi múc canh với lại cái kia. Để về lại đây đi xa tí tốt là. Đây. Đây là mũ của các anh thợ. Có khá là nhiều này. Đủ mỗi chú một cái ấy. Mai các chú thợ lên thì sẽ đưa cho mỗi chú một cái. Đây là cái nồi, khoang nồi, có hai cái, rổ luôn các bác, rổ với chậu rất là đẹp. Hết chưa? À, chúng mình mở ra đi. Chúng mình mở ra không? Kéo đi. Cái này là cái màn bếp sao ấy. Cái van ga các bác ạ. Bàn bếp. Kéo ra. Cái bàn bếp xịn luôn các bác ạ. Cái này là Hưng biết lắp chưa? Này. Biết rồi các bác. Tiên phải có cái khóa như thế này. À đây. Cái này chắc để dành hôm nào lên nhà mới thì như thế nào. Cái này thì chúng cháu sẽ chưa lắp đâu các bác. Để dành hôm nào lên nhà mới thì sẽ dùng. À, cái bình ga thì cháu Giang sáng nay cũng đã mua lên để đây rồi các bác nhé. Để mai mới trở lên nhà. Trở lên nhà cướp đây. Để đây thì để sợ mất lắm. Cái này thì chúng cháu sẽ cất lại vào trong hộp. Trong này mà.
mấy cái đồ của Hương là lát Hương mang về nhà hết đi nhé. Hôm nào lên nhà thì lên nhà mới thì sẽ mang xuống. Để đây thì một mình Hương thì cũng tối thông ở đây, sợ là không kiểm soát hết được. Nên là lấy con để lại đây. Lấy con này con dài á. Em mang đi chở cát. Mai lại chở cát à? Vâng, nó chưa đủ đi. Hôm qua là vác cát đến tận 10 giờ tối à? Hôm qua là đến 9 rưỡi mới xong. Về nhà ăn cơm là ăn cơm được một lúc là 11 giờ được. Ăn cơm xong 11 giờ rồi. Được, cơm tối. Hôm qua có nhiều người hộ không? Có hai cô với lại cả một cô với lại cả chú. À, bóc xong quà rồi thì bây giờ tôi Giang sẽ tiết lộ là phần quà này là của bác nào các bác nhé. Phần quà này là của cô Năm ở Bình Dương gửi cho hai anh em Hưng Thuận các bác ạ. Cô thì có gửi lên thùng đồ này với lại là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng thì trong đó là 200.000 là cho tem đổ xăng, còn là 800.000 thì mua bình ga. Còn thừa bao nhiêu tiền thì cô có dặn chúng cháu là mua đồ ăn lên cho đội thợ. Thì hôm nay cháu Giang cũng đã chở được thùng quà lên và số tiền của cô thì 800.000 thì cháu Giang đã mua một cái bình ga. Bình ga thì hôm nay cháu Giang không đi qua cây xăng ấy, thì không đi cây xăng mua, thì mua ở ngoài quán tạp hóa thì là 600.000 và nó sẽ đắt hơn so với mình đi cây xăng mua. Và mua đi 600.000, còn thừa 200.000 thì cháu Giang đã mua thịt này là mua hết đi 160 với lại đậu phụ là hơn 2 cân là 40.000, là đã chi tiêu hết cái số tiền của cô Năm Bình Dương rồi các bác nhé. Còn phần thịt này thì bây giờ đội thợ không làm ấy. Hôm nay đội thợ không làm ở đây thì lát nữa anh trưởng sẽ mang về nhà cất vào trong tủ lạnh. Ngày mai mà các chú thợ lên đây thì sẽ mang ra để làm thức ăn chung với mọi người cùng ăn. Bây giờ là Hưng cảm ơn đến cô Năm Bình Dương ạ. Con xin được gửi lời cảm ơn tới cô Năm Bình Dương ạ. Con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ. Con đã nhận được phần quà hết sức là to lớn của cô rồi ạ. Khi con nhận được phần quà con rất là vui ạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cháu Giang cũng xin thay mặt hai anh em là cảm ơn đến cô Năm Bình Dương rất là nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành với chúng cháu ở những chặng đường tiếp theo cô nhé. Và có thêm một phần quà đến cho Hưng nữa là của cô Thi ở Ba Vì, Vân Hòa, Hà Nội. Cô Thi thì có gửi rất là nhiều khoản cho Hưng rồi. Đợt này thì không biết là lần thứ bao nhiêu rồi các bác. Đợt này thì khi mà nghe là Hưng bị bệnh ấy, đi siêu âm ấy thì không có đủ tiền mua thuốc gan thì cô đã gửi lên cho hai anh em là thêm 1 triệu đồng nữa. Cô gửi lên 1.100.000, 100.000 là cho tem đổ xăng, còn 1 triệu thì sẽ trao cho Hưng để Hưng có thể là có đủ kinh phí mua thuốc. Hôm trước thì Hưng cũng có nhận được khoản hỗ trợ của một cô là mua thuốc cho cô Cẩm Nhung. Đúng mua rồi. Mua thuốc cho Hưng rồi. Đúng. Thì hôm đấy là Hưng đã đi mua thuốc về chưa? Em mua rồi, còn một nửa thì em dùng để mua hết mấy trăm ấy, còn mấy trăm thì em dùng để mua bao để đi đựng cát đây. Hôm nọ em có đi xúc cát. Em cũng dùng để mua bao với cả mua tiền xăng để đổ để mình đi chở cát lên đấy. À. Cũng chi tiêu vào những cái khoản đấy hết rồi. Về cái tiền cước xe ô tô trở lên là đã trả chưa? Chưa. Cước thì anh ấy bảo là còn em còn bảo là chở thêm 1-2 xe nữa thì hôm qua anh Cường bảo là thôi thì chở hết lên thì tính một thể cũng được. À. Bây giờ cháu Giang sẽ trao lại phần quà của cô Thi Vân Hòa đến cho em Hưng các bác nhé. Đây là 1 triệu đồng của cô Thi ở Vân Hòa gửi đến cho Hưng. Cái này là Hưng để dành ra mua thuốc nhé. Vâng. Nếu mà cần cái này sợ là mấy hôm nữa mà hết thuốc em mua ở trên kia ấy, thì mình lại không có tiền mua. Thì cái này vâng. Em chỉ dành để mua thuốc thôi. Còn... Vâng ạ, con xin được gửi lời cảm ơn tới cô Thi ở Vân Hòa. Con đã nhận được phần quà của cô ạ. Khi con nhận được quà con rất là vui ạ. Con chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ. Và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cô ạ. Con xin hết ạ. Cháu Giang cũng xin thay mặt hai anh em Hưng Thuận cảm ơn đến với cô Thi ở Vân Hòa rất là nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành với chúng cháu ở những chặng đường tiếp theo cô nhé. Bây giờ thì cũng đã trao được phần quà đến cho Hưng rồi. Và đồ mấy đồ mà không dùng đến ấy thì sẽ mang lên trên nhà cũ để cất. Bây giờ thì Hưng sẽ hôm nay buổi chiều hôm nay là đi đâu làm gì không hay là ở dưới này cũng em đổ mấy cái bao này ra để mai em lấy bao để đi xúc cát tiếp chị ạ. Mai lại đi tiếp à? Vâng, cát cát chưa đủ ấy. Hiện tại là Hưng đang hộ anh trưởng xây các bạn ạ. Còn vợ anh trưởng thì đang bê trộn vữa. Nhìn Hưng là cũng có kinh nghiệm rồi đấy nhỉ.
có một tí. Thế em cứ làm anh. Như Hưng là làm thợ chính. Như Hưng là làm thợ chính được chưa anh trưởng? Như Hưng là làm thợ chính được chưa? Em chỉ làm phần thôn thôi chứ chưa ấy đâu. Đưa đi. Hôm nay là có cả con trai của anh trưởng ra phụ này. Chỉ làm phần thô thì làm ngay để cho phụ. Ngày trả bao nhiêu cho cả nhà đi làm thôi, chết rồi. Ruộng trên kia là cày hết chưa Hưng? Em cày hết rồi chị ạ, đang đợi mạ để thu lúa xong là lại làm vụ tiếp theo. Lúa là sắp chín chưa? Chắc độ một tuần nữa gặt rồi. Một tuần nữa là khả năng ở đây là cũng xay hết rồi ấy, chát hết rồi. Tuần nữa không biết anh, cũng một tuần nữa là gặt được đấy. Ở bên này thì mọi người là trồng lúa sớm hơn cho nên là được gặt nhanh hơn. Còn ở bên chỗ cháu Giang thì phải tầm hơn một tháng nữa. Anh là một tuần nữa là cũng gặt được rồi đấy. Một tuần nữa là anh chắc cũng xong nhà này rồi đúng không? Không xong được đâu. Làm gì đông người mà. Đông người thì nó cũng phải đến lúc làm phần hoàn thiện ở đằng sau kia thì đông người cũng không làm được. Lát ông liêng. Mấy đứa thì có đông lên mấy thì cũng chả làm được thật. Với cả cái phần chất trơn ở ngoài này thì còn nhanh được hai cái mặt sau anh trưởng ạ. Hôm nay mệt không chị? Mệt. Hôm nay không nắng máy. Nắng thì cho nó chắc. Đằng sau buổi chiều ấy, nắng mắt. Sợ là tối nay lại mưa. Bây giờ là đang thấy rất là oi rồi các bác ạ. Tát kia là hôm qua có mấy người hộ đấy Hưng, có mấy người hộ bác đấy. Hôm qua, qua là có hai một chú này, chú thím ở trên này hộ ấy, hộ em lấy, xong là trở ra đây luôn, trở lấy 200 tịch luôn. Vẫn cứ giá đấy. Chở từ suối lên là 600.000 tiền cước à? Thế của anh Cường bên kia thì là bảo là mà chở 500 nhưng mà hôm qua anh ấy đi vắng ở đâu ấy. Nhiều cô bác thì cũng có góp ý với chúng cháu là sao lại không bỏ ra 2-3 triệu để mua một xe cắt sát đi, sao lại Hưng đang bị bệnh như thế mà cho Hưng đi làm. Thì Hưng cũng tự bảo là bây giờ kinh phí chưa đủ thì tự thân từ Hưng cũng có sức khỏe thì Hưng muốn tự đi lấy thôi. Chứ chúng cháu cũng chả khuyên được. Nhờ lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ấy chị. Mấy hôm nay uống thuốc còn đau bụng không? Biết rồi chị ạ. Biết rồi chị ạ. Biết rồi chị ạ. Biết rồi chị ạ. Bây giờ thì cũng bước vào kỳ nghỉ hè rồi thì cháu Giang không tính là cho em Oanh đi theo. Bởi vì là Oanh ở nhà thì cũng lẻ loi một mình ấy. Bà thì ban ngày là đi làm rồi, chỉ có buổi tối thì mới về ngủ cùng bạn Oanh thôi. Thì hôm nọ cháu Giang có ngỏ ý là cho Oanh xuống ở cùng cháu Giang một thời gian. Thì bà cũng bảo là mấy hôm trước bà đi ngủ cùng Oanh ấy thì thấy Oanh là cứ nằm mơ xong là đêm thì cứ khóc xong là gọi bố ấy, thì bà bảo là sợ cháu Giang nửa đêm không dỗ được Oanh cho nên là không cho xuống. Đợi lúc nào Oanh ổn định lại rồi thì sẽ cho xuống cùng với cháu. Mấy hôm nay là ban ngày là Hưng ở đây hộ các anh thợ, còn là buổi chiều tối là Hưng vẫn về nhà lấy cỏ cho cháu, cho Thuận, thầy Thuận. Ở nhà cứ xem dê thôi chị ạ. Xem dê với lấy dâu lợn. Vâng. Lợn dê còn nuôi mấy con? Dạ.
còn mỗi một con mẹ thôi, nó ít thôi. Hôm nọ em vừa khai lấy của dự án mấy con nhưng mà không biết có cho không. Để nữa nhé. Ừ. Cho hơn được. Để mấy đứa xong nhà thì làm cái chuồng nuôi thế này. Tính là nhận mấy con nuôi ấy? Không, bao nhiêu con? 7 con anh ạ. Một con là một con là nó phi ra mấy triệu đấy à? Cho nó cho 14 triệu đúng không? Cho 20 triệu. 20 triệu là phải giả nhà nước 6 triệu. Đúng rồi. Trả cho các ngài 6 triệu. Được 7 con lợn. Quê lên. Nó không cho lợn ở địa phương nhỉ? Lợn trên này chắc không cho được, lợn trên này đắt lắm anh ạ. Thì bên kia thì có bán được cân gần triệu cân, chưa đến 100.000 cân. Hôm nay thì cháu Giang cũng đã trao được phần quà của cô Nam Bình Dương và cô Thi Vân Hòa gửi đến cho Hưng rồi. Bây giờ thì thước phim cũng khá là dài rồi, cháu Giang xin phép là khép lại video tại đây. Cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị đã luôn luôn đồng hành và trao tình cảm, tình yêu thương đến với các em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trình sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trình rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đấy, thì cháu Trình có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trình sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này,
Rồi khi mà giáo trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi giáo trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo giáo trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đấy, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng của bác nhé. Đây, còn trước mắt của bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau, quý bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng, rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy của bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công của bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối của bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô của bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới của bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lên nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Giờ mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ, phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.